Xin chào các bạn, An An đã quay trở lại và nay An An feedback về bên dòng chị Nám nha. Thì bạn Hiền này, bạn có hỏi nè, em muốn hỏi về dòng chị Nám. Da mẹ em bị nám mà dùng mấy loại rồi không hiệu quả. Trước em có dùng sản phẩm bên chị nhưng dòng chị mụn. Em muốn hỏi về dòng chị nám. Các bạn ơi, bạn Hiền này thì trước là bị mụn và thâm, thì sau khi điều trị bạn sạch mụn sạch thâm rồi. Tuy nhiên là bây giờ da mặt mẹ của bạn bị nám á, cho nên là bạn muốn hỏi về dòng nám. Thì anh em kéo xuống dòng feedback luôn nha. Thì cũng có cái kết quả điều trị nám phía dưới luôn. Bạn hỏi mình là dùng tức là nám á, dùng xong thì có bị nại hay không, bởi vì mẹ của bạn là bẩm sinh nhé. Thì các bạn, mình nói luôn là đối với dòng nám á, nếu mà nám là do môi trường tác động, như là nám sau sinh, nám do môi trường, nám nắng, nám cho nóng, thì khi mà mình bôi thảo dược Anan sẽ sạch được khoảng từ 90 đến 100%. Tuy nhiên nếu như mà nám do sắc tố, tức là do từ máu mình phát ra, thì khi mà điều trị mình bôi Anan ấy, chỉ giảm được độ tức là chỉ giảm được nám nó khoảng chừng 70 đến 80% thôi, làm giảm được cái độ mờ nám. Mình nhìn xa thì sẽ không có thấy rõ đâu, tuy nhiên khi mà đến gần nhìn kỹ thì sẽ thấy là cái độ nám nó còn. Nếu như mà do là nám do sắc tố máu gây ra nha, bởi vì nám do nội tiết tố á, do máu á, mà tự gọi là do bẩm sinh á, gây ra, thì thật ra nám nó ở sâu, tức là nó sẽ xuyên suốt và sâu trên các cái tầng biểu bì á, cho nên là khi mà chúng ta bôi thì nó sẽ chỉ giảm được cái bề mặt nám ở trên bề mặt thôi, tức là giảm được 80-90% rồi. Tuy nhiên là đối với nám mà giảm 80-90% cũng rất là ok rồi nha các bạn. Kéo nhanh xuống nha. Bạn có đặt này mọi người. Thường thường các bạn sau khi điều trị mụn xong rồi thì các bạn rất là thích dòng bột thảo dược rửa mặt sạch nhờn sau Anan nha các bạn nha mọi người. Cho nên là chúng ta sau khi điều trị xong rồi thì chúng ta cố gắng có thể lấy thêm bột thảo mộc rửa mặt sạch nhờn sau dành cho làn da mụn, và kem dưỡng collagen nha, rất là đẹp da đấy. Bạn ấy này, bạn xài cả mấy năm nay rồi đấy, nhưng mà bạn nói là trước em mua cho em với mợ em dùng, cách đây 2 năm em bị mụn, em dùng sản phẩm bên chị khỏi luôn, nhưng muốn không bị nại thì phải chăm sóc da. Em giờ bị mụn nhưng ít không đáng kể, tức là đã bị mụn. Thường thường sau khi các bạn điều trị Anan xong rồi, các bạn nhớ chăm sóc da đúng cách ha. Còn nếu như mà mình để da nó bẩn quá thì thỉnh thoảng lâu lâu nó sẽ lên 1-2 cục mụn đó. Tuy nhiên lên 1-2 cục mụn thì cũng không thành vấn đề so với khi mà đầu tiên là mình bị toàn bộ khuôn mặt mụn rất là nhiều và thâm rất là nhiều. Thì đây là feedback của bạn Hiền có, tức là feedback thực tế luôn, Anan quay màn hình luôn. Cho nên là các bạn nào mà đang bị mụn hoặc là nám ấy, thì cố gắng điều trị sớm nha. Thì cảm ơn em Hiền đã giới thiệu, sau khi điều trị đã giới thiệu cho mẹ và cả mợ và những người thân xung quanh sử dụng nữa. Thay mặt công ty Anan cảm ơn em rất là nhiều. Và chúc em luôn luôn có một làn da đẹp và tự tin trong cuộc sống, thành công trong cuộc sống nha em. Và mình sẽ feedback tiếp những cái feedback thực tế khác cho mọi người theo dõi tiếp nha. Chúc tất cả mọi người luôn luôn có một làn da khỏe và đẹp. Tạm biệt.